Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình đến từ thương hiệu Nhật Fuji Tahoe. Vâng, đây là một mẫu xe địa hình cao cấp mới về tại cửa hàng em, với sử dụng cấu hình XT và tay bấm xả của DOG các bác nhé, rất là cao cấp. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và em có tìm sơ qua về thương hiệu của Fuji Tahoe. Các bác có thể lên Google ấn Fuji Tahoe Buy thì sẽ ra rất nhiều trang web nói về chiếc xe này. Một chiếc xe thương hiệu Nhật xuất sang rất nhiều sang thị trường châu Âu các bác nhé. Đây, em sẽ ấn vào một trang web đầu tiên. Các bác sẽ đây là một trang web chính hãng của xe Tahoe. Có rất nhiều bên dưới, rất nhiều những dòng xe giới thiệu về thương hiệu của xe đây. Đấy, như các bác thấy trang web rất là uy tín về chiếc xe này, xe đến từ thương hiệu Nhật. Vâng, và đây là chiếc xe Fuji Tahoe. Chiếc xe có tông màu xanh lá cây và xanh da trời. Điểm nhấn là những màu chữ Fuji và chữ Tahoe màu trắng trên khung xe các bác nhé. Trên khung có một số những các bác có thể thấy những cái chiếc tem. Vâng, rất nhiều chữ tiếng Anh. Yên của WTB yên hiệu các bác nhé. Rất nhiều bác hỏi em về những chiếc xe về thương hiệu Nhật. Nay em về một chiếc địa hình. Xe được sử dụng bộ khung nhôm aluminium A2 SL. Đây là một bộ nhôm siêu nhẹ của dòng xe địa hình. Em giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe được sử dụng củ đề của DOG XT, cao cấp hơn DOG bình thường một bậc các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng Ovan. Ovan thì là một hãng làm chuyên làm phụ tùng cho Fuji. Gạt đĩa của DOG. Sẽ được sử dụng bộ vành lốp là 26x2.0. Trên lốp xe đây giữa thì có chữ Superlight là siêu nhẹ các bác nhé. Skin vân da rắn. Lốp skin da rắn này. Cơ lốp là 26x2.0 các bác nhé. Lốp cơ bản của dòng địa hình. Căm thì người chủ trước đã nâng cấp lên một số cái phản quang để cho đi đường tránh nguy hiểm không đáng có này. Đây là lốp trước. Vâng, và trên đây thì xe được sử dụng ghi đông cổ phốt nguyên bản của Ovan nguyên zin theo xe. Bộ tay bấm xả của Shimano DOG các bác nhé, rất là cao cấp. Bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Xe được trang bị khóa hành trình giảm tốc trên tay, rất là tiện dụng cho các bác đi đường phượt. Khóa trên tay và mở trên tay luôn, rất là tiện dụng. Với hai tốc độ bấm bên đĩa cho xe 20 tốc độ các bác nhé, 10 tổng lít và hai đĩa. Đây giảm sóc xe.
sẽ được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano các bác. Giờ sẽ đi đo chiều cao khung đứng của xe. Xe có chiều cao khung đứng là 44 các bác nhé. Ngang là 55. Của các bác từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa chiếc xe này. Từ 1m73 đi vừa chiếc xe này. Mình sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Xe trang bị 10 tầng lip, củ đè của Shimano DOJ XT và cao cấp lên lip. Xuống lip. Phía tay phải em là bộ đùi đĩa trục lốc, bộ đùi đĩa 2 tầng của Ovan. Nguyên bản theo xe. Lên đĩa. Còn chuyển động rất tốt. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Fuji Tahoe, một chiếc xe địa hình đến từ thương hiệu của Nhật. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 10,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền vào ngày 5. Các bạn tôi nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.